À, xin mời anh em theo dõi vòng thi cuối cùng của Dog Show. Vòng thi này sẽ do giám khảo người Thái Lan đảm trách. Đây là vòng thi của những chú chó hơn một cục đuôi, Class Champion. Và kết hợp cả BOB luôn. Chú chó nào sẽ là chú chó đẹp nhất trong 8 chú chó này? Đây là những giải thưởng và những chiếc cúp cuối cùng. Sau 2 ngày thi đấu tại Dog Show thì đây là show cuối cùng do giám khảo Thái Lan sẽ chấm. Trên hình ảnh là anh Phạm Mạnh Cường và chú chó Gấu F4. Chú chó Gấu F4 này thì hiện tại bây giờ có một anh Phạm Mạnh Cường là có thể điều khiển rồi thôi. Các bạn cộng tác viên đi lại ngoài ban tổ chức đi. Các bạn cộng tác viên di chuyển lại ngoài ban tổ chức đi, có việc rồi. Phía bên kia là phần thi grooming, cắt tỉa lông thú cưng, cũng là đến những cái giây phút cuối cùng rồi, đang là cái thời điểm mà trao giải thưởng cho các thí sinh. Không hiểu giám khảo người Thái Lan sẽ lựa chọn chú chó nào. Thái Lan thì cũng giống như Việt Nam, có một cái giống chó xoáy, anh em hay gọi là xoáy Thái. Việt Nam mình là giống chó là xoáy Phú Quốc. Nhưng mà Thái Lan thì không có cái giống chó nào là cục đuôi như thế này cả. Thái Lan cũng có một giống chó có bộ lông xù nhưng mà tai dựng, nhưng mà và cái lông của giống chó đấy là thường là sẽ là hai màu. Tên của giống chó đấy là Băng Keo, thì cũng đã được người Thái Lan làm thủ tục cho được gia nhập vào FCI, được FCI công nhận. Người Thái Lan rất là giỏi luôn, phải công nhận điều đấy. Và trình độ giám khảo này hay là trình độ handler Thái Lan nói thẳng ra là hơn chúng ta một vài bậc. Đây là những giám khảo mà đã được FCI công nhận rồi, họ được quyền đi chấm quốc tế. Còn giám khảo của chúng ta mới chỉ được Việt Nam công nhận thôi, nó chỉ đi chấm ở trong nước thôi, chưa được đi chấm quốc tế. Trên hình ảnh là chú chó có tên là Vàng của đội Thái Bình do anh Khiếu Bằng Đoàn dẫn. Tiếp theo là A Vàng, cũng là một chú chó có tên là Vàng. A Vàng đến từ thành phố Cảng Hải Phòng do một handler người Hàn Quốc dẫn. A Vàng vừa mới làm quen với cả anh này cách đây là khoảng tầm hơn một tiếng, vừa thi cái show trước rồi. Mỗi giám khảo sẽ có một cái cách chấm riêng, một cái tiêu chí chấm riêng và một con mắt riêng. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là giám khảo người Thái Lan sẽ chọn chú chó nào đạt giải nhất của cái vòng thi đấu này. Vòng thi đấu này là có 8 thí sinh, toàn là những cao thủ mông cổng và là những chú chó đẹp. Chú chó này là của anh Khiêm ở Hải Phòng. Có một cái cơ thể cực kỳ vuông mà cực kỳ cơ bắp, rắn chắc luôn, rắn giỏi. Thí sinh tiếp theo là do Thanh Bình dẫn, handler Thanh Bình là lộc thép của Ninh Văn Quang, một chú chó cũng rất nổi tiếng. Thank you.
Sau 2 ngày thi đấu, thực sự là thể lực của các chú chó đã giảm sút rất nhiều, và cả handler cũng bị bào mòn thể lực. Cả người quay video đứng ở phía ngoài như mình, làm những công tác về media, về hậu cần thôi, cũng sức đã xuống rất là nhiều rồi. Trên hình ảnh của chúng ta là chú chó màu đen có tên là Bin của đội Việt Trì Phú Thọ của Duy Bình, do Giang Hoàng Nguyễn dẫn. Thí sinh tiếp theo là một cô chó cái tên là Mina, một cô chó cái rất đẹp, cũng là tranh tài, đang do Nguyễn Hà Sơn dẫn. Giám khảo đang lựa chọn những thí sinh ra để tiếp tục tranh tài. Hai thí sinh Bin và Gấu F4 đang ra. Nguyễn Minh Tuấn dẫn chú chó này thì được anh em cổ vũ rất là đông, rất là nhiều luôn. Anh em cổ vũ rất nhiều, anh em cổ vũ rất là nhiều. Có một anh Thái Lan cổ vũ rất là to. Giám khảo người Thái Lan đã có quyết định của mình. Ở vòng thi này là 3 chú chó màu đen luôn. Gấu F4 này, Bin và một chú chó do Nguyễn Minh Tuấn đang dẫn. Mỗi một lần giám khảo đứng gần một cái chú chó do Nguyễn Minh Tuấn dẫn này thì anh em khán giả người Thái Lan cổ vũ rất là to. Đấy cũng là một cái hình thức cổ vũ, mà đấy cũng là để mà gây áp lực cho giám khảo. Tức là ý nói là chúng tôi cổ vũ chú chó này, thí sinh này. Ok, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Minh Tuấn ăn giải này. Một cái. Xin mời 47 tiếp tục. Một chú chó nữa sẽ vào để gọi như runner up, là tiếp tục để chọn ra thí sinh giải nhì. Thí sinh đầu tiên Bin, xin chúc mừng. Gấu, sorry anh em, anh Phạm Đại Cường là dắt chú chó gấu F4. Best in show cuối cùng, Best in show thứ 6. Xin chúc mừng chú chó hôm cốc đuôi của Nguyễn Minh Tuấn dẫn. Best in show cuối cùng, xin chúc mừng. Rồi, Best in show. Rồi, Best in show. Thuộc về gấu hay là thuộc về Sampao? Vẫn là cuộc đối đầu. Vẫn là cuộc đối đầu giữa hai giống chó Bắc Hà Sù và Hơ Mông Cột Đua. Ok, The Best in Show lại thuộc về Sampao, xin chúc mừng. Giám khảo chia sẻ giải thưởng. Giải nhất thuộc về Best in Show thuộc về Mông Cộc, giải nhì là thuộc về Bắc Hà, và bây giờ sẽ là giải 3. Đây là chiếc cúp cuối cùng của show chó bản địa của chúng ta. Show chó bản địa, chiếc cúp thứ 3, 3 Best in Show. Giám khảo sẽ chọn Black hay White. Black, gấu F4, xin chúc mừng. Chiếc cúp cuối cùng